Chào các bạn quay lại với channel của mình. Thì đây là một con S135, Exeter 135 2011 nha các bạn. Exeter 135 2011. Thì chiếc xe này hiện tại là nó bị giọng bê tông. Đó. Hôm nay mình sẽ làm bạc bê tông và sấy sức bắp đồ chiếc xe S này nha các bạn. Mình nổ máy cho các bạn nghe ha. Đó. Đây nó bị dòng bê tông mà làm bạc bê tông với sấy sứ bắp đồ lại. Thì chiếc xe này thì có nhiều YouTuber đã gã và gáp này kia rồi. Thì mình trong công đoạn gã thì mình không có quay cho các bạn xem. Tại vì mình có mình nên nè, khó lắm. Đó thì để mình gã tới đâu thì có cái gì đó cần thiết thì mình sẽ nói với các bạn cho các bạn lưu ý thêm ha. Thì xe này lúc trước chủ xe có đi cục IC độ và lên luôn bình xăng bông mai nha các bạn. Thì bây giờ chủ xe sẽ xuống gin lại nha. Xuống lại bình xăng gin của nó với thay lại cục IC gin của nó nha các bạn. Xe này xuống gin lại. Đó. Rồi điều đầu tiên là gã xe bất cứ xe nào cũng được. Các bạn phải vệ sinh sạch sẽ vào ngoài, các bạn xịt nước hay là các bạn xịt hơi gì đó cho nó sạch sẽ, các bạn hay gã hoặc gáp nha các bạn. Thì bây giờ mình gã cái bơm nước á, không có ai quay á thì mình gã tới đâu mình nói cho các bạn xem. Thì ở đây mình có gã ba ngóc này ra rồi nè. Thì gã đầu hoặc nồng gì đó thì các bạn gã ba con ốc ở bên bơm nước này cho mình. Đó, gã ba con này. Một con nè. Trên này một con, dưới đây một con. Là được nghe các bạn. Còn những cái con khác ở trên cái bơm nước thì các bạn không được gã nha. Gã là nó bị lòn nước đó. Đó. Rồi gã ba con này mình đã gã ra rồi, mình sẽ rút ra cho các bạn xem. Có mình nên quay video khó lắm. Xe này điện hồi thay nhớt với nước mát hết trơn nha. Gã ra mình xả nước đồ hết trơn rồi mình mới lấy mấy ba cái này ra nha các bạn. Thì những cái con ốc nào mà dính vô cái bơm nước, két nước đồ thì các bạn cứ mở ra hết. Đó. Thì mình là thợ thì mình kỹ về cái phần đó là được rồi. Để ý ốc này kia đừng nữa mình gáp vô. Đó, mở ba con ốc này ra. Giờ để máy xuống đây ấy cho nước chảy xuống. Lấy cái thau thứng nước ở dưới này các bạn. Lấy thau nè, ở dưới mình có cái thau ở dưới. Có mình lên quay video khó quá. Bây giờ mình sẽ lấy cái vít mình nại nại ra nha các bạn. Nước nó chảy ra các bạn thấy không? Đó, để cho nó chảy ra hết rồi bắt đầu mình sẽ mở những cái này ra hết nha các bạn. Mở mấy đường ống này nè, thì nó có ba ống, một ống lớn hai ống nhỏ này thì các bạn để ý thôi. Cái này mở cho những bạn mới vào nghề tham khảo thôi. Chứ những bạn mà đã mở tiệm lâu năm thì các bạn đã biết rồi. Đó, giờ lấy ra. Đó, vậy là xong thấy không các bạn. Đó, thì mình chỉ việc tăng canh ngay chân chữ T ở trên cái vô lăng thôi. Canh ngay chữ T bên cái vô lăng là nó cũng như quay ghim thường thôi chứ không gì hết. Dưới đây ngay chân canh tăng là bắt đầu các bạn có thể gã ra hết rồi. Những đường ống đồ ở trên cái đồ bò két nước đồ là các bạn cứ lấy ra hết. Nhưng mà lúc mở thì mình để ý. Như mình á, mình gã mình quen rồi. Mình không cần để ý bao nhiêu đó. Cái này để tham khảo cho các bạn mới vào nghề ha. Đó, vậy là xong nè. Đó. Giờ chỉ giật những cái đường ống này ra để cho nó gọn nữa, mình tóc đầu lòng ra thôi. Đó. Rồi, ok. Nước này bỏ tuyệt đối không có xài lại nha các bạn. Rồi các bạn mới vào nghề lưu ý cho mình thêm cái này ha. Thì ở trên cái bơm nước của mình á, ở chỗ này này. Ở chỗ này các bạn thấy không? Ở chỗ này là nó có cái phốt nhỏ ha. Đó, cái phốt đây.
thì các bạn gỡ thật kỹ cái phốt đó để mình cất nha. Hoặc là nếu mà nó hư thì mình mua phốt mới mình thay, để không chú ý nó có cái phốt này chăng đó, không chú ý các bạn mới vào nghề là coi chừng không biết ở đây có cái phốt ha. Đó, chú ý kỹ, phốt này còn xài được nè nghe các bạn, phốt này còn xài được, nó có cái phốt nhỏ chăn bơm nước đó, phải chú ý kỹ nha. Rồi qua clip này mình cũng nói thêm với các bạn như thế này, những về clip á, mình làm xe cộ á, trong công việc á là mình rất là nghiêm túc nha các bạn, mình rất là nghiêm túc. Còn khi mình làm những cái vlog về đời sống, mình đi chơi này kia thì mình có hơi vui vẻ một tí. Trong gì cuộc đời mà các bạn không vui vẻ, không lẽ là nghiêm túc hoài sao? Thì có những bạn vô chữ mình khùng điên rồi, các bạn nên xem kỹ lại cái hành động của các bạn. Nếu mà mình khùng điên, mình không có làm được video và chỉ cách sửa xe cho các bạn được đâu, phải không? Trong cuộc sống mình cần phải vui vẻ, nhưng trong công việc mình phải nghiêm túc, đâu ra đó đàng hoàng. Mình làm như vậy á, kết quả thành công cao đó. Cuộc sống mà các bạn cứ nghĩ là người ta khùng điên này kia thì cuộc sống các bạn nên sống tự kỷ mình nên, phải không? Mình nói chính xác không? Đó, thôi giờ quay trở lại xe. Thì gã đầu lòng này nó cũng như là thằng quay game thường thôi. Thì các bạn kỹ những cái dàn ngoài bên bên bơm nước này kia bạn kỹ. Không thôi nó lòn nước vô. Thì hồi mình gáp vô mình cũng có vài điều cũng chỉ cho các bạn mới vào nghề để các bạn biết. Thì mình cũng canh tăng nha. Xe này mình cũng canh tăng bình thường. Thì ở trong cái vô lăng á là nó có cái chữ T. Các bạn thấy chữ T không? Đó, nó cũng canh như bình thường thôi. Khi mình quay chữ T đó thì ở trên cái dĩa cam nè, chỗ cái bánh cam á là nó có cái hiệu trên đây, là gạch đây nè, là nó phải ngang đó các bạn, nó ngang với cái đầu cái tông ở đây có nè các bạn, thấy không? Đó là mình cũng canh như quay game thôi, cho nó ngang là các bạn có thể là cái bê tông này nó đã lên đỉnh, nó lên tới đỉnh đầu của cái nòng, là các bạn cứ gã ra như bình thường thôi. Gã ra thì quá đơn giản rồi, bình thường thôi, ăn thua gáp vô mình phải kỹ không thôi là nó lòn nước. Đó, con xi lát này kia đó, đằng hồi mình sẽ nói về cái phần đó sau ha các bạn. Đó, rồi giờ mình sẽ gã đây, giờ mình canh nghe chân chữ T rồi nè. Đó, canh nghe chân chữ T nha các bạn. Bạn thấy chữ T không? Đó, chữ T nó có một làn gạch chính giữa và một làn trên và làn dưới, chứ không phải như chữ T quay ghi bình thường ha các bạn. Đó, thì nghe chân đây thì cái làn gạch này. Làn gạch này là nó ngang với cái điểm này, là các bạn có thể gã ra ok. Rồi giờ mình sẽ gã ra. Mình đã gã đầu nòng ra hết trơn các bạn ơi. Này cái đầu hồi nữa mình tóc ra này nó cũng như quay game bình thường thôi, chứ nó không có gì hết. Đó, này hồi đi sấy xúc bắp. Còn cái nòng này đính hai bạc bê tông mà hiện tại là nó lúp bê rồi các bạn ơi. Nè các bạn thấy không? Nó lúp bê rồi. Này này nòng này nòng kiến. Nòng nè lúp bê nè, thấy không? Nòng này nòng kiến nên mình không có thể mà sấy lên được. Bắt buộc phải mua vô hãng mua cái nòng mới các bạn ơi. Đi mua cái nòng mới. À, chứ đóng nòng này kia xài dở lắm. Thì chiếc xe này chủ xe cũng kỹ nên không có mà đóng nòng được. Đóng nòng sấy lên thì được rồi đó, nhưng mà xài không có ngon à. Tại vì chủ xe này nhà có điều kiện, như thứ hai người ta xài xe kỹ lắm, nên mình sẽ đi mua cái nòng mới nha các bạn. Đó, nòng kiến trái bê tông 54mm nha các bạn, ghim nha. Đó, chủ xe này kỹ lắm. Chứ thì bây giờ đi đóng cái sơ mi này lên, đi đóng cảo ra, đóng cái sơ mi này lên rồi sấy nữa, nhưng mà xài không có ngon. Không có ngon, xài không có bền. Rồi đi sấy sức bắp đồ về hết trơn rồi các bạn ơi. Bắp đồ. Nè cái chảo, các bạn thấy chảo không? Chảo này là chảo lá sen. Chảo lá sen. Quá trời, chạy quá trời luôn rồi. Ghê quá. Thì gắp cái đầu này á thì mình có một số lưu ý cho các bạn á, là cái mặt này nè, nếu mà cái nòng của các bạn, cái nòng cũ á, nòng cũ á, cái này mình mua cái nòng mới rồi, tại kia nó lúp xài hết được rồi. Cái nòng cũ á thì các bạn vệ sinh á, cái mặt này nè, con xi lát này nè, cho nó bằng phẳng, không được mà bụi cát đồ vô các bạn. Nếu đây mà không bằng phẳng là các bạn gáp á là nước nó nông vô đầu bê tông này kia, là cái hiện tượng nó gọi là thủy kích, là banh hết trơn nha các bạn. Nước mà nó nông vô là không còn cái gì luôn á. Bởi vì các bạn là có cái hai cái bề mặt tiếp xúc giữa mặt lòng và cái mặt đầu này, các bạn phải làm cho thật là kỹ. Các bạn phải kỹ gấp 10 lần cái đầu bò bình thường nha các bạn. Chứ không phải như khơi khơi như bình thường đâu nha. Cái này nó xài nước nó nông vô một cái là banh nó trơn. Đó, thì bên đây mình mua cái nòng mới chính hãng, mua trong Yamaha.
tông mới không, bê tông mới luôn, chủ xe xài đồ đồ zin hết nha các bạn. Cái nòng cũ thì tiêu rồi, nòng cũ dục bỏ, ai muốn độ xe thì chủ xe muốn độ xe thì nó mua cái nòng này. Ủa nữa đi đóng cái nòng này lên trái xăm hai gì đó, kệ chủ xe đi. Đó, mua thêm con silat nè, silat thiết, con chân bạc, toàn bộ là chính hãng hát hết trơn nha các bạn. Rồi giờ mình đi rửa, đi rửa hết, mình làm cái đầu này cho nó phẳng, không được cát bụi hay nhô cao gì lên hết, không thôi là nước nó sẽ nông vô. Đó, lưu ý là miếng con silat nên mua miếng con mới nha, không được xài miếng con cũ ở trong xe nha. Không có bao nhiêu tiền ở trên á, các bạn mới vào nghề mà lấy miếng con cũ gáp lại là không có được đâu. Mình kỹ đi, mình kỹ chắc ăn đi, cho xe người ta im. Đó, không kỹ là nước nó vô một cái là banh sát luôn. Rồi bây giờ mình đi ấy, rồi mình gáp vô, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiểm tra cái đường bơm nhớt và kiểm tra cái đường bơm nước của nó ha. Rồi thì gáp cũng giống như quay ghim này kia thôi. Đó, nhưng mà có trái bê tông này nè, trái bê tông này tại nãy mình lấy cái ắc á, mình để vô xem coi nó vừa hay không. Trái bê tông này nè là khi gáp á, các bạn thấy hai con mắt bự không? Hai mắt bự là ở dưới cây lửa, là các bạn phải quay xuống vậy nè nha. Đó. Rồi giờ mình đi rửa, mình gáp vô thôi các bạn ơi. Thì do mình có mình on à, bởi vậy không có quay quá trình mà để gáp sức bắp đồ vô cho các bạn xem. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn, mình gáp tới đâu mình chia sẻ cho các bạn tới đó. Thì khi gáp sức bắp này nè, khi gáp mấy cây sức bắp này nè, thì ở trên cây sức bắp nó có dấu á, thì các bạn để ý nó nằm chỗ nào chỗ nào. Khi sấy gọi nha, đừng mình biết đường mình để, mình để sức bắp vô. Ví dụ như hai cây sức bắp này nó có dấu nè các bạn không, thấy không? Đó là mình để ngay chân cái vị trí đó, tại vì sấy sức bắp mà nó lộn xộn với nhau nó sẽ không kín hơi nha các bạn. Đó, hoặc là các bạn lấy viết xó hay cái gì đó, các bạn làm dấu sức bắp. Thì ví dụ như hai cây này nó có dấu, cây xăng cây lửa nó có dấu, nó nằm mấy bên này ha, là mình sẽ gáp mấy bên này đó, tại vì bốn cây sức bắp là nó lô bu lắm. Đó, cái thứ hai nữa là khi gáp á, là các bạn lấy nhớt. Đó, lấy nhớt các bạn thay lên cái thân cây sức bắp cho nó nhẹ nhàng nha các bạn. Đó, như cái này mình gáp vô nè, thì nó cũng như quay ghim thôi. Mình xin nhắc lại là cái đầu bò này gáp cũng như quay ghim thôi, như bình thường thôi nha các bạn. Đó, mình gáp về là cũng như bình thường thôi. Đây cúc cam của nó nè, nó gáp như quay ghim bình thường thôi. Nhưng mà lúc gáp lên đó, mình chú ý chỗ cái miếng gòn silat này, mặt phẳng này mình vệ sinh rồi hết trơn nè các bạn. Đó, kiếm cái miếng kiến nào phẳng phẳng đút vô coi nó có mô nhô gì không. Nếu nhô thì lấy giấy nhám nhuyễn á, nhám nhuyễn á nha các bạn, đánh cho nó bằng phẳng mới được. Cũng thôi là ba cái nước mát á, nồng vô đây là hư bê tông, hư lọc dên luôn các bạn. Cái đó gọi là thủy kích đó. Rồi giờ mình gáp tới đâu rồi mình sẽ hướng dẫn, mình gáp tới đâu rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Xin nhắc lại là cái đầu bò này gáp cũng giống như quay ghim nha các bạn, nó tương đương như vậy thôi. Bạc các bạn gáp vào trái bê tông này cũng như quay ghim bình thường nha các bạn. Đó, cũng như bình thường thôi, chứ không có cái gì khác hết trơn á. Chỉ có hai con mắt này là mình quay ra xuống thôi, hai con mắt lớn là quay ra xuống thôi ha. Giờ mình gáp lên đây, rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm. Đây các bạn, khi gáp là hai cái con mắt lớn nè, các bạn quay ra xuống gì nè nha. Đó, quay ra xuống gì. Đó, chứ đừng có gáp lên trên, tại vì hai cái này là nằm ở dưới cây lửa nha các bạn. Rồi giờ mình gáp cái đầu vô. Rồi mình đã gáp cái đầu vô các bạn ơi. Thì các bạn hồi sáng mình gáp làm sao, mình gã làm sao thì mình gáp vô như vậy. Đó. Nhưng tuyệt đối là cái chỗ con chó cam này nè, là cái này nó phải lúc lắc gì nha các bạn, cứng là không được nha. Đó thì mình cũng canh tăng chữ T ha, sáng mình canh tăng tới chữ T. Đó, thì giờ mình gáp vô mình cũng canh ngay cái hoa lăng ngay chân chữ T, rồi canh ngay chân cái dĩa cam ở trên đây là ngay chân cái mắt này nha các bạn. Đó. Cái này nó hơi chịch tí nè, chịch ở dưới thôi. Đó, mình canh lại là ngay nè. Đó, các bạn thấy chữ T không? Chữ T đó. Rồi ở trên đây cái dĩa cam thì ngay chân chỗ cái gạch này. Cái gạch này thì nó ngay đây. Đó, vậy là xong. Đó, bây giờ mình sẽ gáp cái đi gáp cây bơm nước vô. Rồi đối với cái cò này á, thì các bạn nào có thước lá á, thì mình chỉnh bằng thước lá. Còn các bạn không có thước lá thì các bạn cứ canh tăng chỉnh như cò xe bình thường nha các bạn.
chỉnh như cò xe bình thường thôi. Cái này mình chỉnh rồi nè, đó bình thường thôi, cho nó gơ nhẹ, đừng mình nổ máy chút xíu rồi cho nó kêu rồi bắt đầu mình chỉnh lại. Đó, bây giờ mình chia sẻ cho các bạn tới cái bơm nước. Đây là cái bơm nước của nó. Đây mình đã vệ sinh sạch sẽ cái bơm nước rồi. Đó, bơm nước này các bạn thấy ở trên đây có một cái con ốc 12 này, các bạn thấy không? Mình hướng dẫn cho các bạn, chia sẻ cho các bạn mới vào nghề nha. Đó, nó có lằn kẽ này, các bạn thấy không? Đó, thì các bạn xây sao mà cho cái ở trong đây cái chỗ cánh quạt nè, quạt bơm nước nè, đó là cái này, nó giống như cái chốt quết vậy đó, là cái này nè, nó phải nằm ở vào chính giữa cái con ốc này nghe các bạn. Đó, đó cái lại chỗ cái cánh quạt bơm nước nè, đó nó xay thì sao mà các bạn đút vô cho nó vô cái lằn chính giữa này là được, là ok ha. Đó, mà các bạn đút không vô thì nó cũng đội ra thôi, các bạn đâu có đẩy cái bơm nước vô được. Đó, chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm gì đó, xay sao đúng chiều của nó rồi đút vô. Cái này mình đi tha keo vô rồi chỗ cái sim này mình gắn vô, vô bình thường thôi. Rồi chút xíu mình sẽ chia sẻ cho các bạn về kiểm tra bơm nhớt và bơm nước nha. Rồi các bạn lưu ý cho mình là cái phốt hồi sáng mình chỉ các bạn là nó nằm ở trên đây nè nghe các bạn. Thì cái phốt nhỏ đó nó nằm ở trong đây, nằm dưới đây, các bạn để vô tha keo vòng xung quanh hết. Rồi mình đã tha keo cái sim ở ngoài nữa nè, giờ mình sẽ chỉnh cái này cho ngay. Rồi mình gắp vô nghe các bạn. Rồi xe mình đã gắp vô hết rồi các bạn ơi. Còn mấy cái bơm nhớt này thì, ủa bơm nước này thì mình chỉ gắp cá vô thôi, đừng mình nổ máy, mình thử thôi. Rồi mình chỉnh cò này kia hết rồi bắt đầu mình mới gắp vô cứng cáp hết nghe các bạn. Thì các bạn muốn trước khi nổ máy á thì các bạn lấy hơi chiếc xe xong. Lấy hơi như bình thường đó, thợ thì ai cũng biết lấy hơi chứ á. Rồi các bạn lấy hơi xong rồi các bạn đạp khoảng chừng 5-10 cái gì đó cho nhớt nó bơm lên ok nghe các bạn. Cho nó bơm lên với hàng đầu mình ha. Tại đồ mình mới làm phải kỹ chút xíu. Đó, rồi các bạn muốn kiểm tra bơm nhớt á thì ở dưới đây sát ở bên cái lỗ chỗ cái bô nè các bạn thấy không? Đây kế gần chỗ cái họng bô á, chỗ cái đầu bò á, ở dưới mặt trời chá hơi tối mà các bạn thông cảm nha. Thì nó có cái con ốc 10 đây nè các bạn thấy không? Đó, dưới cái đầu giống như ba ke đó, kế bên bô ở trên cái đầu nè. Thì các bạn mở con ốc này ra. Đó, mở ra ngoài luôn nha. Tại mình có mình nên quay à, mình không có ấy được. Rồi các bạn nổ máy. Bạn nổ máy mà các bạn thấy nhớt chảy ra đây nhiều á thì cái bơm nhớt của mình hoạt động bình thường nha các bạn. Xe bơm nhớt bình thường rồi mình siết lại thôi. Còn kiểm tra bơm nước á là ở dưới cái nòng. Đây, cái nòng là cái xi lanh đây. Ở đây cũng có một cái con ốc mà 6 ly. Mình là cũng lấy phá 10. Mình lấy phá 10 mình mở ra rồi mình cũng nổ máy, mình nổ máy rồi mình mở ra xem coi nước mát nó có chảy ra không. Nếu mà nước mát chảy ra thì nước mát cái bên cái bơm nước á nó hoạt động bình thường nha các bạn. Nó mới chạy hết chân lòng nha. Đó. Bạn kiểm tra xong rồi các bạn dặn lại. Thì để kiểm tra thì các bạn nên kiểm tra cái con ốc bơm nhớt trước nha các bạn. Kiểm tra ốc bơm nhớt trước rồi sau đó hả kiểm tra tới cái con ốc bơm nước này ha. Đó, kiểm tra ốc bơm nhớt trước. Đó, ở đây. Đó, mình chỉ cho các bạn kỹ lại nè. Đó. Nó nằm kế chỗ hồng bô nè, có ốc 6 ly. Lấy phá 10 điếu 10 đó dặn ra để kiểm tra bơm nhớt trước. Rồi sau đó tới kiểm tra cái con ốc bơm nước chỗ này. Đó. Đây, nó nằm ở dưới cái nòng. Rồi xong kiểm tra hoạt động bình thường thì ok. Đó, giờ mình đi gắp bô rồi mình nổ máy lên cho các bạn nghe. Xe ấm lắm, mình mới nổ máy rồi. Để nổ cái này cho các bạn xem nha. Nước mát rồi mình đổ vô trơn nha các bạn. Mình xài Yamaha. Xe Yamaha thì nên xài nước mát của Yamaha. Ok. Để nổ máy cho các bạn nghe, tại chưa bắt bô thì tiếng nòng kiến thì các bạn yên tâm, nòng kiến thì mình khỏi gu đai, mình gắp vô là mình chạy liền được nha các bạn. Rồi để mình gắp bô vô rồi mình nổ máy cho các bạn nghe ấm cỡ nào. Rồi mình gắp bô giờ nghe các bạn, giờ mình nổ máy thử các bạn nghe nha. Máy ấm nha các bạn. Đây để sát cái nòng cho các bạn nghe luôn. Này tại sử dụng cái lọc gió tăng tốc nên nó hơi ấy.
nó cái nồng ấm nha. Còn cái này á, là giọng nồi nha các bạn. Thì chiếc ẹt á, thì 80% chiếc ẹt nào cũng bị giọng nồi hết. Lên ga lớn á, thì rất ok, ấm hỉnh. Rồi ok, máy ấm nha các bạn. Thì để mình chạy gan tiên hồi cho cò nó kêu, đừng mình chỉnh cò lại. Xe này bị giọng cái nồi uổng quá. Để cho nó chạy thời gian đi, kêu nó làm cái cọc nhôm nồi lại cho nó hết giọng. Đó thì mình đã chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm nhỏ về cái dòng ẹt, mà dòng ẹt 135 này. Đó thì mình chỉ kỹ lưỡng cái đường chỗ cái gon xi lát thôi. Đó, mình gáp vô này kia mình phải kỹ cho nó bằng mặt này kia hết trơn. Không thôi là nó bị cát này kia nó vô ở trên đó, là nước mát của chúng ta là nó nồng vô bê tông là hư nha các bạn. Nó nước mà nó xuống đó là rồi đó, là hư cái bê tông, là có thể là lột dên banh dên luôn nha các bạn. Cái đó người ta gọi là thủy kích, hiện tượng đó gọi là thủy kích nha các bạn. Đó thì mình gáp cái dòng ẹt này, thì mình gáp cái đầu nồng vô mình làm, mình phải kỹ chút xíu về cái phần đó. Nói chung là mình gáp chiếc quay kim mình kỹ 10, thì hàng này mình kỹ khoảng 30-40 vậy thôi. Đó, cho chiếc xe người ta im. Ok. Đó, giờ mình phải chạy ganti chút xíu. Thì cái nồng này là nồng kiến, nên các bạn khỏi gô đai cũng được. Ai kỹ thì gô đai, chứ nồng kiến là khỏi gô đai nha các bạn. Nồng kiến thì mình ra mình chạy liền được. Ok, tạm biệt các bạn nha. Các bạn xem kênh mình thấy hay hãy nhấn đăng ký và để lại một like để ủng hộ tinh thần mình làm những clip tiếp theo nha các bạn. Tạm biệt các bạn.